Chiều nay, Đảng ủy khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh Bến Tre tổ chức hội nghị tổng kết tình hình thực hiện nghị quyết năm 2021 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hồ Thị Quảng Yến đến dự và chỉ đạo hội nghị. Năm 2021, Đảng ủy khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy cơ sở, phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tập trung triển khai thực hiện chương trình kế hoạch công tác năm, gắn với thực hiện nhiều biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19. Nhìn chung, các đơn vị có nhiều nỗ lực trong vai trò tham mưu, thực hiện nhiệm vụ kép, vừa đảm bảo tốt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, vừa tập trung phát triển kinh tế xã hội, đồng thời thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, tạo sự đồng thuận trong hệ thống chính trị và nhân dân. Đặc biệt, đã quan tâm đổi mới phương pháp, cách làm trong việc triển khai quán triệt các chỉ thị nghị quyết như tổ chức điều tra dư luận xã hội, hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên, hội thi trực tuyến tìm hiểu nghị quyết đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025. Qua đó, giúp nhận thức chính trị của cán bộ đảng viên, công chức, viên chức và người lao động được nâng lên, từng bước phát huy tính chủ động sáng tạo, góp phần tổ chức thực hiện tốt các chỉ thị nghị quyết của đảng. Bên cạnh đó, công tác tổ chức cán bộ được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên chặt chẽ. Chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ có sự chuyển biến, kịp thời củng cố, bổ khuyết cấp ủy cơ sở, sắp xếp lại một số tổ chức đảng cho phù hợp tình hình thực tế tại đơn vị. Ngoài ra, các cấp ủy chủ động xây dựng chương trình kế hoạch và triển khai thực hiện công tác kiểm tra giám sát, nội dung kiểm tra giám sát có trọng tâm, trọng điểm. Quan tâm kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm nhằm góp phần ngăn ngừa, kéo giảm tỷ lệ đảng viên bị xử lý kỷ luật. Hoạt động đoàn khối ổn định, bám sát chủ trương của đảng ủy khối và tỉnh đoàn. Tổ chức nhiều phong trào thiết thực tạo sân chơi lành mạnh hỗ trợ cho đoàn viên thanh niên và công nhân lao động. Tích cực vận động nguồn lực hỗ trợ tuyến đầu phòng chống dịch COVID-19. Các doanh nghiệp cũng có sự chủ động linh hoạt trong xây dựng và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh trong điều kiện khó khăn của dịch bệnh và việc giãn cách xã hội. Phần lớn các doanh nghiệp đã tổ chức, bố trí lực lượng lao động tham gia sản xuất kinh doanh phù hợp với điều kiện đặc thù của từng nơi, để vừa đảm bảo ổn định sản xuất, vừa góp phần ngăn chặn dịch bệnh, quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người lao động, tích cực đóng góp an sinh xã hội. Đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ những kết quả đạt được trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng đảng, xây dựng cơ quan đoàn thể, những mô hình tiêu biểu cách làm hay hiệu quả, cùng các chỉ tiêu chủ yếu, các nhiệm vụ giải pháp của dự thảo nghị quyết đảng ủy khối năm 2022. Tôi đề nghị các đồng chí tập trung thường xuyên hơn nữa cho công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị, nhất là công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, tiếp tục truyền cảm hứng hành động, khơi dậy tinh thần tiến công của cán bộ đảng viên, đoàn kết phối hợp chặt chẽ vì công việc chung để đẩy nhanh tiến độ công việc, tháo gỡ ngay những khó khăn vướng mắc, tổ chức triển khai nghị quyết của tỉnh ủy, đảng ủy khối với chủ đề đồng thuận sáng tạo phát triển năm 2022 gắn với tiếp tục thực hiện chỉ thị 01 của ban thường vụ tỉnh ủy, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đồng thuận với công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện các công trình dự án trọng điểm của tỉnh theo nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh, cải tiến lề lối, phong cách và thái độ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong thực thi công vụ và ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lãnh đạo chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với ban lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện tốt phương châm của Ủy ban Nhân dân tỉnh, chính quyền mạnh, trách nhiệm cao, sáng tạo, phục vụ nhân dân và đồng hành cùng doanh nghiệp theo chức năng, nhiệm vụ của mình, có kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện có kết quả các chỉ thị, nghị quyết, quy định, kết luận của Trung ương về công tác xây dựng đảng, nhất là kết luận số 21 của Hội nghị Trung ương 4 khóa 13, quy định số 37 về những điều đảng viên không được làm vừa được Trung ương triển khai quán triệt, thực hiện tốt 3 kế hoạch của đảng ủy khối về công tác xây dựng đảng, tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ. Đây là nội dung quan trọng trong công tác xây dựng đảng, làm tốt công tác quản lý, giáo dục đảng viên tại chi bộ, phối hợp với cấp ủy địa phương trong việc quản lý đảng viên thực hiện quy định 213 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú.
Dịp này, Đảng ủy khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh đã khen thưởng cho các cá nhân đạt thành tích cao trong đợt 3 cuộc thi tìm hiểu nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.